Hai đội chơi, mỗi đội gồm một nghệ sĩ Việt Nam kết hợp với một bạn đồng hành người nước ngoài sẽ cùng nhau tranh tài thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của chương trình trên suốt dọc đường di chuyển quy định từ lúc bắt đầu cuộc đua cho tới điểm đích. Hai đội chơi sẽ luôn song hành cùng nhau. Tính cạnh tranh giữa hai đội chơi sẽ trở nên quyết liệt hơn khi cả hai phải liên tục đối đầu nhau trong việc chinh phục các nhiệm vụ của chương trình để hướng tới giải thưởng trị giá 30 triệu đồng dành cho người chiến thắng. Hấp dẫn hơn, sôi động hơn, quái lạ và hài hước hơn. Đó chính là mục tiêu của những cuộc đua tài mới nhằm tìm ra cặp đôi bạn đường hợp ý. Mà bây giờ đến giờ giao cho các bạn ăn nhiệm vụ tiếp theo. Hai đội hãy đến lều nhà anh Thèn Văn Tình ở trên núi theo hướng dẫn bằng cờ của chương trình để bắt một con lợn mán, đem đổi lấy một con Tuma Pakha, sau đó lấy con Tuma Pakha đổi lấy một con tu chảy mang tới nhà ông Lèng Du Dìn để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đến đích trước được 10 điểm, đến đích sau được 5 điểm. Các bạn có thấy lá cờ màu vàng ở đó không? Hãy chạy theo đường mà cách lá cờ này chỉ cho nhá. Thời gian chính thức bắt đầu. You ready? But if you not wait, if you not okay, you just tell me, okay? Let me go. I can stop a little bit for one. Okay. Let me go first. Yeah. No. Are you okay? I'm okay. Yeah. I'm okay. Go lên. Il y a les mecs qui sont bien en haut, t'es. Non mais. I have an idea. Tiens, come on. Il va push you. That's why I'm going to push you. You really want me to push you? Huh? Doesn't look like a race. Moi, je crois que c'était des lions. Ok. Hello. Maybe it's on this. Look around, he will not help you. Nhà anh Thèn đang tỉnh đâu rồi chú? Thèn đang chơi ớt. Ờ, chị ơi. Biết nhà anh Thèn dân tỉnh không? Dân tỉnh không? Dạ, nhà anh tỉnh. Ở đây hả? Ở đây hả? Thank you. This way. Okay. You careful. I'm like a gymnast. It's okay. Thanks. Okay. The pig is here, Chang. Come on. You catch one. Con lợn máng là con nào cô? Dạ. Con lợn máng là con nào vậy? Lợn máng đây. No, yeah, you're playing baby. Chang con đó hả? Baby! Where's the baby? Bip baby! Since I catch one, it's small, okay? Baby! No, he's here! He's here! He's here! He's here! Hey! Huh? You know what you do? Go this way and do. Go this way, do. Okay, I'm good anyway. Huh? Oh my god! 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 Where are we going now? Where are we going now? Không hoa bạc nha. Muốn đi. Không hoa bạc chưa? Lớn gì á? Lớn chấm mít. Inside. Check. Yeah. Inside. No. No half. Có thu hoa bạc kha là con lớn hơn đúng không? Check. Ở gần đây có cái nhà nào có con thu hoa bạc kha không ạ? Có. Đi con bạc kha. Inside. Ở bạc kha. Ở đâu ạ? Read the paper. Thu hoa bạc kha. Thu hoa bạc kha là gì? Anh thu hoa bạc kha đó mà. Tì má. Tiếng luôn các chị là tù má là con ngựa. Just mà. read the paper. Không ạ, không ạ. No. Hi. Be careful. It is.
Chết đi rồi. Mất dạng luôn rồi. Thì má là con chó. Thì má phạt tha là con chó vậy? Thì má phạt tha là con chó. Thì má phạt tha là con chó. Còn con tung chảy à? Thì chảy là con gà. Dạ. Con gà. Ở đâu? Con gà kia. Dạ. Này là lòng kia đây cho chị mù. Thì má dùm tay. I have to go then. Phải không? Con chó khóc nè. Okay, listen to me. Yeah. Look at me. Read me the paper. Bakha dog. Bakha? Bakha dog, yeah. We find a dog in the morning, we saw it. We have to find a dog? Yeah, we have to find a how have a dog. Okay. And we need trenches. Okay. There's some dog there. Okay. Where are your babies? Wow, pigs. Where are they? Where are they? Dog. Ah, don't poo. Ah, that's a good thing. Okay, run. Go as fast as you can. We must win this one. Hello, John. Let's go, Chan. Easy. Where are we going now, baby? Hey, we have another house in here. The house has a Bakha dog. They have dog? Yeah, Bakha dog. Uh-huh. The dog we saw in morning. In the market? Yeah, why? Yeah, how new can I? That's you? Easy? Macham. You sure it's the good way here? Yeah. I think so. No, not the time, not the moment. Okay. Sorry for that. Stop! Tutu. Go. This way? Pigs! Oh, it's out now. It's too dirty! Pigs! Em ơi, cho chị hỏi. Thuma Pakha là con chó Bắc Hà đúng không em? No, not your mom. Thuma Pakha you want là chó con không? Phải chó con không? Đúng rồi. Đẹp à? Đẹp. Ok, em có thể đổi Minfi cho chị một con chó con lấy một con heo được không? Được không? Chị chỉ đổi cho em một thời gian thôi, xong rồi chị sẽ trả lại con chó cho em, mà chị cần đổi ở đây không? The best beautiful pig ever. Chị cả lời đi đâu mà quay? Trên đâu hả chị? Cái con heo này là ở trên nhà của bác Thèn Văn Tỉnh. Em biết bác đúng không? Đó, cho nên là chị chỉ đổi cho em một thời gian thôi, cho nên em giúp chị nha. Ở đâu? Okay. Đi vào. Ê. Look on Finn. Over there. Còn bắt đâu? Bắt nó gần một tiếng. Nửa tiếng một. Bắt chưa xong nữa. Cô ơi, kéo được rồi đã. Thằng nhỏ mày chạy nhanh quá. Ê, Đi chơi. Ở đâu? Trời ơi. Cho chị mượn một con chó, ok? Em có thể bắt cho chị một con được không? Hả? Đi. Nhưng mà bây giờ nó đang bú thì mẹ nó cấm ấy. Không đi. Slow down, ok? Đi mượn phải. Oh my god, my baby. Don't move. Tô ma bạc kha. Trời. I'm not good. Oh my god. Tô ma bạc kha được ta. You changed my life, you know? Tua Bakha! I'm so hot! I'm very hot. Oh, be careful, babe. Be careful. Wow, con chảy là con gà lớn hay con gà nhỏ?
Trong căn nhà ok. Chang, vâng vậy nhá. Chang, yeah, translate for me. Okay. I just hope the mother will not beat you. My name is Babe. It's a babe. Tạm thời đi. Tạm thời, tạm thời. Cho em. Okay. Cảm ơn chú. Nó tuột thì sao? Dạ. Vâng, cảm ơn. Yeah, I'm coming back. I'm coming back. Yeah, don't worry. Yeah. Yeah, man. Vâng, cảm ơn. Chang, Chang, Chang. Now, what are we going to do? We need a dog and Chen, a chicken. A chicken? Yeah. There are chicken upstairs. Chicken? No, we can't go up there because it's too far, you know? A chicken? Yeah, and another house in here. Yeah. Okay, you want me to take the dog and we can go there? Yeah, we can go there. Wolfie? Yeah, Wolfie. Cho hỏi con tuôn bạc kha là con gì vậy? Chó. Chó hả? Wow. Em muốn đổi con lợn lấy con chó. Anh có con chó nào nhỏ nhỏ không? Có. Cho em đổi con lợn thấy con cua ma bạc kha được không? Được không? Con lợn có bị gãy chân không? Đâu đâu, bình thường. Đàng hoàng. Gãy đâu rồi? Nó ở đây nè. Ở đổi đây rồi hả? On it. Con đổi một con đây rồi. Thì hả? Tận ở đây rồi nhưng mà đổi con chó đi rồi. Đổi rồi hả? Đấy mang ở đây rồi. Sao em đổi đâu được vậy ta? Chứ người đổi rồi. Tu ma bạc kha is the dog. Yes. Can I go this way? Yeah. No, no chicken. No chicken in here. No. 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 Where's the chicken? I don't know. Another house. Hello? And over here. Hi, hi. Hi. Ga, ga, ở đâu? Chào. Oh, this is not the chicken. I have to take this. That's not it. Oh, there on the right, there's a small one. Hey, bé ơi. Can we take this one, another small one? Well, technically, it's just not the chicken. It's not the chicken, it's đổi một con chó. Lấy một con gà ở chỗ em, gà lớn nhà nhỏ rồi em có thể cho được con gà được không? Con gà, làm ơn. Đi đâu? Đi khỏi nhà em. Nhà cháu ở đâu? Ở gần đây không? So what you said, Ở đâu? Focus. Ở gần kia là ở đâu? Đâu, dắt đi. Bởi vì đây không có chủ nhà nha. Smile. Số, tao đổi con này lấy con tu ma bạc kha. Không có đổi không? Dạ. Con cho đổi con này. Đỡ con lợn với con tu ma bạc kha. Cứ phải lấy mổ. Dạ. Cái con lên lấy đi mổ á. Đâu đâu không đâu đâu mổ. Đổi lấy con tu chải. Con đổi con tu ma bạc kha trước đi. Đổi con tu ma bạc kha rồi mới đổi con tu chải. Ai có tu ma bạc kha không? Ai có tu ma bạc kha? Em bây giờ đi bắt được. Dạ. Cho đổi con tu ma bạc kha được không? Dạ, ba lưu tu chải á. Cho đổi được không? Đổi con lợn lấy tu ma bạc kha. Ai con to? Dạ. Dài. Đâu con tu ma bạc kha. And maybe we can follow the world. Ah, what is it? Chicken. We have to catch this? Yeah, xin lỗi ạ. Có ai nhà không ạ? They are eating. Ah, somewhere here. Đây. Con cần ông giúp con là con đổ một con chó. Lấy một con gà và con sẽ trả lại sau đó được không ạ? Con chó là con gà. Dạ, con lấy chó đổi gà và con sẽ trả lại trong sau đó được không ạ? Tell me sorry. Mày làm gì chó? Dạ đây, con có một con chó ở đây. Mập trâu. Dạ. Wolfie. Dạ. Wolfie. Dạ. Và con đổi. Em tên là Wolfie. Bắt con là lấy con đây. Rồi. You want to take a small one? Từ từ. Nữa thế từ từ. Rồi. I give him the dog. Listen to me, Ali, I give him the dog or not? Yeah, you give him the dog. And you take one chicken? Yeah. Which one? You can take a small? What do you do? I want, but I cannot. Ah, never mind. Chang, can you take the dog? I will do it. Okay, you will do it. Thank put you. This one up, put this one up. Oh, damn it. Rồi. Không chả lấy làm gì cả. Rồi. 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 Rồi.
not to get him. Hey, go, go, go. Okay, okay. Ngoài chờ đói ta. We are lost. Do you want to take it? My baby. Hello. Chào. Có ai nhà không mẹ? Có mẹ nhà không? Không hả? Hi. No. Let's go. Goodbye. Nobody is here. Coi. Hello. Hello. Somebody is here. Nothing. Nobody. We don't fight the pig. We don't fight people. Oh, hi. Hi. Đổi con thu ma này được không chị? Đổi con lợn lấy con thu ma được không? Dạ. Cho đổi con lợn lấy con thu ma được không? Sao á? Dạ. Cho đổi con lợn nha. Cho đổi con chó này chút đi. Nha, ok nha. Vâng. Rồi, ok, ok, rồi, rồi, this. This? Yeah. Ok, rồi, giờ bắt con lợn nha. 1 phút nữa. Ok. It's ok? It's ok. Ok, ok. Hey, con lợn. It's a pig. Yes. What for you? It's for you. Take it, pick it up. No, no. Bye, mommy. Go. Go, go, go. Nè, trao đổi. Thiếu con thu trái. Cùng cả hai đội đã về đích. À, đội của Thiên Sang và Walter đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ luôn. Bắt được con heo là 3 điểm. Đuổi con heo lấy con chó là 3 điểm. Đuổi con chó lấy con gà là 3 điểm. Hoàn thành xong được 10 điểm là 19 điểm. Chuẩn. Con của bạn chưa được thực hiện đầy đủ. Nhưng mà bắt được con lợn, yeah. Bắt được con chó. Chó. Thế là sau điểm. Bây giờ mấy các bạn bước đến nhiệm vụ tiếp theo nhé. Các bạn đã để ý đến âm nhạc cổ kỹ không? Đây là cái nhiệm vụ tiếp theo. Yeah. Yeah. Thời gian quy định 45 phút. Hai đội phải làm một chiếc đàn nhị giống như mẫu của ông Làng Du Dìn. Một trong hai thành viên phải đi tìm các bộ phận của cây đàn gồm 5 phần: cần đàn, bầu đàn, bộ lên dây, vĩ kéo, dây đàn đang được giấu trong vườn mận cách đây 100m phía tay trái khi đi từ cổng ra. Hoàn thành một chiếc đàn nhị giống như mẫu được 20 điểm. Hết thời gian mà chưa hoàn thành, mỗi bộ phận đã ghép, ráp vào với nhau chỉ được tính 3 điểm. Chúc may mắn. Okay. Và bây okay, giờ thank you. Hãy cố gắng hết sức nha. 45 phút. Chị Đức. Okay, let's go. Chúc may mắn. Maybe it's the other one. Look, maybe it's the other one over there, no? Huh? This one or this one? Can I, la? Oh, are they, are they? Thank you.
Thêm một cái phần dây kéo nữa, kéo có nắp nữa. Three. I need two more. I know this one. Đưa ra gì ta? Rồi cái môi là nắp không ta? Đó không biết. Cái gì coi lại đợn kìa. Đuổi quá. Lạnh quá. Đủ chưa ta? Một món. The small. The small wood. I need the small wood. Yeah, get it. Okay. I need the small wood. Took it out. Chém rượu rồi. Đây đủ chưa? Đi chưa? Đi chưa? Rồi cấp. Rồi cấp. Kỹ lưỡng cẩn thận, Walter đã tìm và mang được hết toàn bộ những nguyên vật liệu để có thể làm nên cây đàn nhị của người Nùng. Tuy nhiên, thần may mắn lại không mỉm cười với họ lâu. Dục tốc bất đạt, nôn nóng, thiếu đi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn trọng và cả sự khéo léo, Thiên Trang đã liên tục tự tước bỏ đi cơ hội gỡ điểm cho đội mình khi làm hỏng những nguyên vật liệu hoàn hảo mà bạn mình kiếm được. Trong khi đó, một lần nữa đội Thành Thức đã thể hiện được sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa hai thành viên đều có được lợi thế về sự cần cù tỉ mẩn này khi đã hoàn thành được khá tốt 4 trên 5 bộ phận trên cây đàn nhị của người Nùng, tương đương với 12 điểm. Trong khi đó, với việc chỉ duy nhất bộ phận cần kéo của cây đàn được hoàn thiện đã chỉ đem lại cho đội Thiên Trang vỏn vẹn thêm 3 điểm. Với kết quả này, một lần nữa khoảng cách giữa hai đội trên bảng điểm tích lũy lại bị giãn thêm đáng kể. Nhưng quan trọng hơn, nhiệm vụ xem chừng ít tốn sức lực này chỉ là màn giúp hai đội thả lỏng để chuẩn bị một thử thách đầy bất ngờ và đáng sợ của buổi sáng hôm sau. Your submission. Thank you. Oh, you're killing me. Pick up your partner and run to back a market immediately. Okay. Bạn hãy gọi bạn đồng hành của mình và chạy tới chợ Bắc Hà tìm và giải cứu Adi. Sau đó mang một trong hai món đồ của Adi tới đích là nơi có cắm cờ của chương trình. Gặp và chạm vào Adi trước sẽ được 5 điểm. Mang đồ đến đích trước được 10 điểm. Mang đồ đến đích sau được 5 điểm. Welcome market.
run to Bắc Hà Market immediately. And after, what is it? Bắc Hà. Chào Bắc Hà. Bắc Hà. This way. Mang cái này cho Adi nhá, mang cái này cho Adi về đích nhá. Đích quê á? Đích. Bên xe Bắc Hà. Carry it for me to the bus. You have to wait for Tuk to get it. Yeah. But anyway, bring it to the bus station. Remember okay. Bus station? Bus station, okay. Dad! Dad! Here! Here! What's the bus to the bus station with this? Quick, quick, quick! Bense Bakha. Bense Bakha. Bense Bakha. Bense Bakha. Bến xe, bến xe. Bến xe đâu? Đi. Đội của Thiên Trang và Walter trước hết đã lấy đồ của Adi trước thì là 5 điểm. Về đây là đích trước đội kia thì là thêm 10 điểm. Thể đội của Thiên Trang với Walter lần này được 15 điểm. Còn đội của Thức và Audrey 5 điểm đúng không? Vì đến đây sau thì là 15, 5 điểm. Well, because the way cup was too quickly, and I put my shoes in this way. It was. But where did you find your shoes? I take my shoes in my other bedroom, and that's the reason why maybe we are late. Okay. Thiên Trang, cảm giác thế nào khi họ gõ cửa vào một giờ mà không ai biết được? Rất là bực mình và. Mình chỉ có một cái đèn đập pin mà lúc nãy kiếp cũng có nguyên một cái đèn ấy rồi mặt mà không thể nào thấy cái gì hết cho nên là rất là cáu và sáng dậy sớm thì rất là ngu cho nên là rất là khó chịu. Nhưng mà thế nào cũng đã đến lấy đồ trước đúng không? Yeah. Like, there's a fire or something, I don't know. So not really. Like, and when I see it, I was like, okay, this mission, just put something on me and just run. Okay. Cảm ơn các bạn vì đã thực hiện nhiệm vụ nhỏ của Adi. Nhưng mà mấy cái bạn dùng kẹo. Đây là giải thưởng của các bạn nha. Ngoài ra điểm thì còn kẹo nữa. Bây giờ chỉ có 15 điểm là sẽ hòe. Nhưng trước hết mình để ánh sáng. Sau đó chơi tiếp nha. Mời các bạn về nha. Hey, yêu con đừng quanh con.